Chào các con, bài học hôm nay của các con là tách 3 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau. Để học tốt bài học này, các con hãy chuẩn bị giúp cô các nhóm đối tượng có số lượng là 3 như khuy áo, đồ chơi nhỏ, lô tô, nút chai, sỏi hoặc đá. Ở đây, cô đã chuẩn bị sẵn hai chiếc khay, một chiếc khay màu xanh và một chiếc khay màu hồng. Các con hãy đếm xem cô có bao nhiêu chiếc kẹo. 1, 2, 3, tất cả là 3 chiếc kẹo. Bây giờ, cô sẽ tách 3 chiếc kẹo ra làm 2 phần. Phần thứ nhất, cô sẽ tách ra 1 chiếc kẹo. Phần thứ hai sẽ là 2 chiếc kẹo còn lại. Như vậy, từ 3 chiếc kẹo, cô đã tách ra một phần có 1 chiếc kẹo và một phần có 2 chiếc kẹo rồi. Chúng ta tiếp tục tách lần thứ hai nhé. Các con hãy đếm số hộp bánh. 1, 2, 3, tất cả là 3 hộp bánh. Bây giờ, cô sẽ tách 3 hộp bánh ra làm 2 phần. Phần thứ nhất, cô sẽ tách làm 1 hộp bánh. Phần thứ hai, cô sẽ tách 2 hộp bánh. Như vậy, từ 3 đối tượng là 3 hộp bánh, cô đã tách được một phần có 1 hộp bánh và một phần có 2 hộp bánh. Chúng ta sẽ thử tiếp tục lần thứ 3. Hãy đếm số nồi cơm điện. 1, 2, 3, tất cả là 3 nồi cơm điện. Cô sẽ tách một phần làm 2 chiếc nồi cơm điện và một phần vẫn là 1. Như vậy, từ nhóm có 3 đối tượng, cô tách ra làm 2 phần. Một phần có 2 đối tượng và một phần có 1 đối tượng. Vậy, đối với đối tượng có số lượng là 3, chúng ta sẽ chỉ có một cách để tách làm 2 phần khác nhau. Từ 3, chúng ta sẽ tách ra một phần có 1 và một phần có 2 đối tượng. Các con hãy làm bài tập sau để ôn luyện thật kỹ nhé. Các con hãy đếm số búp bê nào. 1, 2, 3. Đề bài yêu cầu tách ra một phần có 1 búp bê và một phần có 2 búp bê. Cô đã tách ra một phần có 1 búp bê, phần còn lại là 2 búp bê. Kết quả đã chính xác rồi. Các con đếm cùng với cô. 1 ấm trà, 2 ấm trà, 3 ấm trà. Bây giờ sẽ tách một nhóm có 2 ấm trà và một nhóm có 1 ấm trà. Đã đúng với đầu bài rồi. Chúng ta làm thêm một lần nữa nhé. 1 cái chảo, 2 cái chảo, 3 cái chảo. Các con lại tách một phần ra làm 1 cái chảo và một phần còn lại sẽ là 2 cái chảo. Rất chính xác, cô khen tất cả các con. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đón xem video nhận biết số lượng trong phạm vi 4 và số 4 nhé.